Rồi anh em, bong nguồn 20, bong nguồn 20 nó về từ hôm chiều tối ngày 18 là chiều tối hôm đó thì mình cũng không gửi được. Xong lu bu từ hôm đó giờ mình đi chở hàng rồi đi chạy ít nhôm nhôm phế liệu bán ve chai cho khách á. Rồi nói chung là nguyên ngày hôm qua là mình bận bận nói chung là chạy đi chạy lại cả ngày không à, có thời gian đâu. Xong rồi cái thùng hàng này mình để nó mấy cái thùng hàng nó đè lên trên với cả cái tụ về trước thì cho đi trước. Còn mà mấy anh em mà dặn mà 50 này, 10 bo này, 20 bo, 30 bo này hôm qua mình cho đi rồi nhá. Còn sáng nay thì mới lục tin nhắn ra nhớ một số anh em thì hiện tại là đây. Đợt này mình về 200 này. 200 này, ngày mùng 3 tháng 3 này là cái này sản xuất từ ngày mùng 3 tháng 3 24 này. Còn mùng 1 tháng 6 là cái ngày nó fit lỗi lại ha. Fit lỗi biết sao. Đợt nọ thì cái con ở đây này. Con ở đây là đúng ra là con 8050 đúng không? Nhưng ở trên đây là ghi 8050 nên thời gian đó mình bán bo cho anh em là mình toàn mất công là mình phải gắn trước à. Gắn trước lên đây cho anh em rồi. Chút nữa thì mình đang lấy ở mấy cái shop khác một ít con IC 365, IC lưng bạc anh em. Thì mình sẽ tặng lại cho anh em mua đơn hàng của mình ha. IC mà cái con 35, 25 lưng bạc từ trước á. Phải cái đơn IC không? Rồi đưa anh lấy luôn. Đây, mình vừa lấy về đây. Đó, phải mua shop khác này. 3.000 con đó anh em. Là có 200 con nhưng mà mới tìm được cái nhiêu đây. Gửi trước cho mình hơn, ở đây có 102 con này. Mấy con trụ băm. Đây, mấy con này mình mua giá cao lắm này anh em này. Đó, tụ hai chân. Mấy con này giá cao lắm này. Đó. Đó, mình vừa mua của shop khác nhá. Đó, 150 con à. À, ở đây 150 con à. Và mình lấy 200 mà mình mua lại của mấy shop khác là đã 3.000 con, shop này cũng là shop quen của mình à. Đây. Đây có giá tiền đây, cho anh em coi đây, không lại kêu mình nói láo ha. Đó 200 con đó là 6, 200 con đó mới có hai con tủ băm đó. Là 640.000 của mình đó. Chứ mình không phải tào lao làm chuyện ha. Rồi, là hôm qua là những anh em mà đặt là sáng qua là mình cho đi rồi, đến tối mình không kịp quay. Bây giờ thì mình tại vì nó không còn nhiều anh em ạ. Đó mình đặt 200. 200 bo đợt này dư được 2 bo này. Đó. Đợt này là lời ra được 2 bo này. Đó là còn hiện tại là còn 2 sắp là tầm khoảng hai sắp là 50 này, còn chưa nhớ ra một số khách là 5 bo này, 5 bo, 3 bo, 2 bo là mình chưa nhớ này. Còn cái sắp này là chút nữa là gửi cho những khách mà 10 bo, 5 bo là có nghĩa là mình nhớ ra á. Những cái khách mà để lại địa chỉ nhá. Rồi, còn anh em nào đặt thì liên hệ mình nhá. Còn dao động thì mình còn ít dao động liền này. Còn cái dao động lô vừa rồi 1.000 thì nó cứ rời ra như thế này. Còn đây còn này thì mình sẽ giao cho một số anh em cho cái lô này nhá. Mình đặt đấy anh em thấy không? Lần nào mình đặt dao động bèo bèo cũng phải 1.000 này. Đó. Cái này chắc một sấp của nó là 500 mà. Nó là một sấp 500. Chỗ này chắc còn tầm khoảng 300 mấy này, cũng dư sức rồi. Còn bong nguồn 20 thì mình đặt bổ sung đằng sau luôn rồi nhá. Nhanh cũng phải khoảng chục ngày đến mười mấy ngày nữa. Sốt hết cả ruột, càng mong càng mất anh em ạ. Lịch trình là về cách đây tầm khoảng trong tuần trước rồi cơ. Mà hôm nay ra thứ mấy rồi. Hôm nay là đến chiều tối thứ hai thì khác gì sang sáng thứ ba đâu. Rồi đợt này thì ngon lành cành đào thì anh em ha. Đấy fit lỗi này. Lần trước thì nó thiếu cái nguồn cái chỗ mát này để nếu mà đi GVT thì không sao nhá. Còn đi băm cách ly đây này. Cái nguồn nuôi 12V đây là giờ là nguồn nuôi 12V, ví dụ anh em mà lái cho bò lái cầu H thì băm cách ly này ha. Hay IGBT City dòng thì bắt buộc phải có. Lần trước thì đây nó thiếu một cái đi ra đây đúng không? Nên mình toàn phải lấy qua đây mình
anh em để ý trước mà giao bo cho mấy anh em khách lạ là mình toàn hàn sẵn lên đây, mình gắn mấy con 8050 lên đây. Phần này thì fit lỗi ngon rồi. À. Rồi. Ở trên đây có ghi là fit lỗi này mình 1/6 này. Đó, là hoàn hảo rồi anh em ạ. Bo mình thì vẫn bo hai lớp hết nhá. Đó. Giá bo thì vẫn 60.000 một bo kèm dao động cho anh em nhá. Đó, 60.000 một bo kèm dao động nhá. Đó. Giá thành mình để cho anh em giá này là khá dễ chịu, rồi tiện thể mình sẽ làm 1-2 con nhá. Rồi. Còn có bóp thì sắp tới này cũng về tiếp anh em ạ. À, ở đây hôm qua đó về 10 quả tụ Zifa này. Đó, tụ 4400 UF 400V nhá. Cái này thì cứ 100 quả, 100 quả anh em nào lấy thì mình đo kích thước cho anh em coi. ngang 9 phân, cao 10 phân ha. À, ngon rồi đúng không anh em? Đó, còn cái con IC này thì mình sẽ tặng cho anh em mua đơn hàng nhá. Mình sẽ tặng ngẫu nhiên, bèo bèo anh em mua thì mình cũng tặng anh em là 5 con đi nhá. Còn tùy theo đơn hàng, anh em mua đơn hàng nhiều thì mình sẽ tặng cho anh em nhiều. Đó, có tụ Zifa này về được 10 quả này. Đó. Còn cái tụ này thì vẫn còn anh em nhá. Nói chung cái lô hàng hôm qua về thì còn đa phần à, nhá. Cái lô hôm qua thì về thì mới bán được có 1,350 thôi. Còn tới 3 vỉ cơ. Đó, vỉ này là bay này. Này chút lên đường này, đó. Là đó. Và còn 3 vỉ này nhá. Đó, 4 vỉ này nữa này ha. Rồi, chào anh em nhá. Đó. Anh em lấy thì liên hệ mình nhá. Nó về từ hôm ngày mốt, xong rồi mình bận mình đi ký là đi kiếm mối nhôm ve chai á, còn nhôm mà nhôm đẹp thì không nói. À, mình đang ấy rồi nhá, chắc ngày mai ngày mốt là sẽ có nhôm của bo nguồn 12, nhôm 2 tầng nhá. Còn nếu mà cái nhôm mà 8 cánh để mình lấy cho anh em nhá. Nếu mà nhôm 8 cánh này thì ở nhà mình đang có nhá. Đó. Nhôm này là nhôm 11 xăng này nhá. Còn mình đang đặt ít nhôm 2 tầng rồi anh em ạ. Bên này này thiếu cái này này ha. Cái này không quan trọng ha. Đó. Nhôm này là nhôm 11 xăng nhá, 11 xăng nhôm 2 tầng. Mình đang đặt mấy trăm miếng rồi. Để chắc là ngày mai hoặc ngày mốt là về tới nhá. Là nhôm của nguồn 20 này. Đặt rồi về phục vụ anh em. Rồi, anh em liên hệ mình nhá. Tranh thủ. Còn ở trên app thì mình có đang mở nhá. Anh em nào có đặt trên app, còn anh em đừng hỏi lý do tại sao mà như hôm lọ có ai hỏi đấy, mình bán con SCG đúng không? Mình báo giá 25.000 mà trên Shopee là tính 26.000, mình đã nói với anh em rồi. Ở trên đó mình phải tính phí nên anh em thấy anh em muốn mua rẻ thì liên hệ trực tiếp mình thì sẽ có giá rẻ. Còn mình bán bây giờ bán qua trung gian Shopee là mình phải chịu phí. 25 mình bán 26.000 là còn rẻ á. Mình tính bán 27 á. Còn ví dụ bo nguồn này anh em mua trực tiếp mình thì chỉ có giá 60 thôi. Còn mà anh em mua qua Shopee ở trên đó là giá tới 65 cơ. Mình phải trả phí á. Cái phí mình trả còn cao hơn trên đó á. Nó tính 10% là mỗi một bo nguồn này mình phải trả hết 6.000, 6.500 này nhá. Mà mình tính có 65 đó ha. Nói chung là bán 65 mình thu về được có 5 mấy nghìn rồi, 58, 59, 60.000 đi ha. Đó. Còn anh em mua ngoài, anh em mua số lượng thì mình còn bao ship được trực cơ. Rồi, số lượng thì hiện tại là còn tổng khoảng cứ gọi cho 2 sắp là 50 nhá. Đó, anh em nào lấy thì liên hệ, 200 bo vừa rồi về là ok, quá ok ha. Rồi.